để em bước chân vào cuộc đời anh. Có lẽ đã đến lúc anh quên người con gái đã từng làm anh tổn thương, cũng là cho Đan một cánh cửa mới để tin vào tình yêu lần nữa. Tiếng rè rè liên tục phát ra từ chiếc máy vọng nhỏ trên tay của một người thợ xăm. Nhìn thiết kế có lẽ là anh ta tự làm một cái gì đó để vừa với sở thích của mình. Mọi thứ trên đời nếu làm từ đam mê với cái tâm yêu thích thì khó khăn, thử thách hoặc tiếng đời cũng không làm họ lùi bước. Đầu máy với mũi kim nhỏ đang đâm nhịp đập vào lớp da của Đan. Cô nhíu mày quan sát quá trình hoàn thành hình xăm cung hoàng đạo trên cổ tay của mình. Ai đó đã từng nói với Đan, xăm một cái cung hoàng đạo đi, may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười. Vớ vẩn thế mà cô cũng tin, đơn giản vì người nói là một người đáng tin chăng. Tiếng nhạc nhẹ của bài hát Forever qua giọng hát của Dan Spry cứ trôi nhẹ vào tim Đan. Tình yêu của một cô gái cuối cùng cũng lụi tàn. Có lẽ cô không đặt câu hỏi tại sao, bởi vì Đan hiểu rất rõ vì sao họ không còn bên nhau nữa. Có chút máu run rún rỉ từ họa tiết, nhưng chẳng sái gì so với nỗi đau trái tim của Đan. Đã nhiều năm qua, Đan ấp ủ hình xăm cung hoàng đạo của chính mình để rồi hết lần này đến lần khác bỏ qua cơ hội chứng tỏ bản thân. Đời này nhiều thứ gọi là kiến được tô vẽ và lắp thêm cái mác chân chính, nên thường những thứ không giống cái chung sẽ bị loại bỏ. Đối với số đông người, xăm hình là một thứ gì đó nổi loạn, đen tối và không ít đôi mắt khinh khi, e ngại nhìn bạn. Tuy nhiên, đối với một số ít còn lại, hình xăm không phải là thể hiện cá tính mà sâu thẳm trong tâm hồn, họ mong muốn được khẳng định cái tôi của mình. Hình xăm màu đen với những hoa văn kỳ lạ hàng đêm vẫn ám ảnh giấc mơ của Đan. Nó uốn éo trong vòng xoáy ảo ảnh, rơi tung tóe trên những phiến dương cầm và bay lượn trước mắt cô. Từng giấc mơ, từng cơn sóng đồ vật như thốt lên, hãy biến tôi thành hiện thực, tôi muốn ở bên cạnh em. Thế hóa ra hình xăm nhỏ bé nhưng lại mang nội lực này lại là một vị thần bảo vệ sao? Đan mỉm cười với những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Sau khi hình xăm hoàn thành, có lẽ cô cũng như nhân vật Harry Potter sẽ có một vị thần hộ mệnh. Dù không thể hiện nguyên hình và bảo vệ cô, nhưng nếu dựa vào tâm thức và tin tưởng như nhìn vào nó, biết đâu phép màu sẽ đến. Đan thường thấy mình hãy bay bổng trên mặt nước, lướt qua những con thuyền đánh cá to lớn và trao lượn cùng hải âu trên biển. Và lúc nào trên cổ tay cũng có in dấu ấn màu đen với hình thù uốn éo. Lúc đầu Đan không thể xác định đó là hình gì, nhưng càng về sau giấc mơ cũng càng rõ nét và cô có thể dùng bút chì phát họa lại. Cô không phải họa sĩ cũng chẳng phải thợ xăm xuyên phát họa hình ảnh. Cô chỉ vận dụng trí nhớ và vẽ gần đống những hình ảnh mình trông thấy, rồi nhờ anh chàng thợ xăm phù phép nó thêm. Sau khi thất tình, Đan lao vào những thứ thuộc về bản ngã của chính cô. Mọi thứ mà ngày xưa cô đã vì ai đó mà từ bỏ, giờ cũng đã đến lúc lấy lại hết. Đan không phải cô gái đua đòi, ham chơi hay kiểu quậy phá hư hỏng. Đan chỉ là một cõi riêng quá lớn. Cô thường có những cơn bốc đồng mạnh mẽ và đôi khi lại muốn tự mình khám phá những thứ thuộc điều cấm kỵ, dẫu rằng nó có thể làm tổn hại đến chính bản thân, nhưng không hiểu sao Đan cứ muốn lao vào. Chúng ta chỉ là những con thiêu thân trong thế giới tỏa sáng này, mọi thứ hào nhoáng đều kích thích và mong đợi chúng ta khám phá. Đan cũng đã từng như thế, cô khám phá mọi thứ mình thích, mong muốn thoát khỏi thế giới để vươn mình nhìn trời cao bể rộng, nhưng rồi tất thảy bị dập tắt khi cô gặp người ấy. Anh không phải là kiểu thanh niên bốc đồng kiêu ngạo như Đan, người ấy là mặt trái ngược với tất thảy những gì cô đang hướng tới, nếu không muốn nói là quá nghiêm túc. Cái vẻ ngoài thành thục, đôi mắt thấu đời cũng là những câu chuyện từng trải đã cuốn hút mạnh mẽ cô gái đang chơi vơi trên con đường tìm ra chính mình. Tiếng nhạc trầm bổng như này nghĩ một lúc mọi bắt đầu. Biết đâu cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau, ước vọng của hầu hết chúng ta là tìm được một người có thể đồng hành trên con đường đời dài đằng đẵng. Nhưng mấy ai may mắn gặp được, có thể đi bên nhau đến suốt đời, tận cuối con đường vẫn nắm lấy tay nhau và mỉm cười. Duyên cho ta gặp người ấy, nợ cho ta gắn kết cùng nhau. Người đến kẻ đi hoặc suốt đời đơn độc một mình cũng chỉ vì nợ của chính bản thân mà thôi. Anh mang đến cho Đan cái nhìn mới mẻ về một cuộc sống lành mạnh, an bình. Những suy nghĩ sốc nổi của Đan cũng dần chìm xuống, duy chỉ có những cơn sóng, tiếng dương cầm vẫn ồn ả trong từng giấc mơ của Đan. Nó cuốn cô vào những vòng xoáy thăng trầm và buộc cô phải lựa chọn cuộc sống với anh thật tốt, thật bình yên, nhưng nó lại không phải là vùng nước mặn mà cô vẫn thường tung tẩy. Ao hồ của anh an toàn đến đáng sợ,
vì không biết bên mặt nước yên tĩnh đằng đó có chứa thứ gì đáng ngại hay không. Thà như biển lớn mênh mông và đơn giản, bạn thừa biết ngoài ấy có gì nguy hiểm ra sao và cô đơn đến thế nào, bạn chấp nhận nó, hiểu nó và không hồ nghi. Cái bạn cần chỉ là làm sao để dung hòa cùng nó. Còn cái hồ nước ấy, nó có gì, nó chứa gì, nó bình yên thật sự hay chỉ là vẻ ngoài. Chính những điều đó lại làm bạn khó thở và luôn nghi ngờ về độ an toàn của nó. Rồi khi những cơn giông đến, hàng nghìn giọt nước rơi nhanh, bắn phá mọi mặt hồ tĩnh lặng, thì mọi thứ mới dần hiện ra. À, đang giật mình, than nhẹ khi cây kim đang tạo nét chấm phá cuối cùng trên cổ tay của cô. Hà hà, đâu à, rồi sẽ quen thôi, anh thở với những hình xăm uốn lượn cầu kỳ mình đang cười cười. Không đâu, em chỉ giật mình thôi. Không đâu mà anh thấy em khóc đấy, đang gượng cười, không giải thích gì thêm. Nếu cô nói vì giai điệu bài hát mà không kìm được, chứ khi nhớ lại chuyện cũ thì thật là người ta buồn cười. Quan trọng nhất đang không muốn người khác thấy vẻ yếu đuối của mình. Xong rồi đấy, anh ta đứng lên rồi cầm một tờ giấy A4 nhỏ, trên ấy ghi vài điều lưu ý sau khi xăm mình cho Đan. Đan đọc lần lượt từng gạch vào lòng rồi nhíu mày. Phải thế này hả anh? Tất nhiên, anh tỉ mỉ quá. Anh lười nói nên phát mỗi người một tờ về tự xem. Anh không phải dạng ân cần gì đâu, làm không khéo thì bị khách hàng muốn vốn. Anh chẳng ao ước điều gì đó, anh cười cười nhìn cô gái đang chăm chú đọc những dòng viết tay rồi photo ra hàng trăm bản cho mình. Cô gái có đôi mắt thật đẹp, cả cái rũ mày khi kìm nén những giọt nước mắt cũng làm anh thiện cảm. Giọng của Ranwa lại một lần nữa vang lên. Hôm nào cũng thế, mở list bài hát khi đến trưa anh đã nghe bài hát này vài lần. Cô gái nhỏ đọc xong tờ giấy thì ngẩng mặt nhíu mày hỏi anh. Chữ bắt ở gạch đầu dòng cuối cùng có nghĩa là gì anh? Em không hiểu, anh vớ bao thuốc lấy một vài đứa rồi châm lửa hưởng thụ rồi nhìn Đan trả lời. Tên anh đó, làn khói lượn lờ tỏ ra từ điều thuốc. Chúng tà tà trước mũi của Đan làm cô khó chịu kịch kịch vài cái. Người đàn cô từng yêu thương chưa từng hút thuốc trước mặt cô. Không phải hoàng bắt đấy chứ. Nói đoạn cô đi đến bên cạnh anh để tránh hướng khói bay đến. Thiên bắt. Còn em, anh nở nụ cười tươi tắn động chất lấy lòng khách của mình. Em là Thiên Đan. Đang mỉm cười khi nghĩ cả hai có những chữ lóc giống nhau. Cô cũng nghĩ tên anh thật đẹp. Cô rời khỏi cửa tiệm để lại phía sau những tiếng nhạc và những ca cười muốn dây dứt. Bách nhìn theo bóng cô khẽ cười với, nói với làn khói hẹn gặp lại em. Hình xăm trên cổ tay Đan sau một tuần hiện lên thật đẹp. Mỗi lần nhìn thấy cô lại cảm thấy mình có thêm sức mạnh để làm mọi việc. Nhưng một nỗi nhớ nhung mơ hồ lại đôi lần kéo đến. Cô thích cái không khí bên cạnh Bách. Cô muốn quay lại đó với những vết chăm nhoi nhói đến rung rúng mùi hoa cùng tiếng nhạc và đứa cô bay bổng đang bỏ ngành quản trị để theo học vẽ. Đang nhớ rất nhiều dáng vẽ chăm chú của Bách ở hiệu xăm khi tỉ mỉ phát họa những đường nét bức ảnh của cô tưởng tượng. Dáng vẽ lúc ấy của anh như hòa tan trong tiếng nhạc để rồi cuốn cô vào một thế giới khác tĩnh lặng và bình yên. Đang không có năng khiếu nên việc học gặp nhiều khó khăn, nhưng đang cần cù và cố gắng. Càng vẽ hình ảnh Bách càng sâu sắc. Khát vọng được vẽ anh không ngừng bùng cháy và chuyển thành nỗi nhớ. Nhiều đêm cô tưởng tượng dáng vẻ mình sẽ chăm chú phát họa dáng anh ngồi nghiêng bên cửa sổ cùng từng vòng khói uốn lượn và tiếng nhạc du dương. Cô liên tục vẽ, lúc đầu là những nét nguệch ngoạc rồi dần dần tiến bộ hơn. Chủ đề chính trong tranh của cô chính là có anh và những hình xăm tuyệt đẹp. Người đàn ông với mái tóc cột gọn gàng phía sau, dáng người nghiêng nghiêng ngạo nghễ là ẩn dấu chút cô đơn. Đang liên tục nghe đi nghe lại bài hát Lover. Và không biết từ bao giờ những ca cửa ấy không còn là cho cô xót xa nhớ về người cũ. Giờ đây cô chỉ thấy nỗi nhớ da diết, nhớ thương và mong được gặp ấy. Tình cảm đơn phương của một anh chàng càng lúc càng sâu. Hạt giống yêu thương đã gieo vào đất, cô không dám vun tới. Nhưng tự bản thân nó nảy mầm. Chỉ một lần gặp gỡ sao có thể sâu đậm đến nhìn ấy. Họ chỉ ở bên nhau vài tiếng đồng hồ thôi mà. Có nhớ từng cái chạm nhẹ nơi cổ tay, dù chỉ qua lớp giăng vẫn đủ làm cô ám ảnh. Từng đêm hình ảnh cứ uốn éo theo những tiếng nốt thăng dán trên bản nhạc, vui tươi rồi trầm lắng, buồn bã và hân hoan cứ theo đuổi Đan. Hai năm qua, em vẫn thường đi qua cửa hiệu xăm Bách. Có đôi lần cô đứng lại rồi ngẩn ngơ bên trong lớp cửa kính, hình ảnh chăm chú say mê và miệt mài với công việc của mình làm trái tim Đan thổn thức. Mỗi lần như thế cô lại bất giác dặn nhẹ vào hình xăm trên tay. Anh cũng đã từng mang vẻ bình yên và tĩnh lặng để tô vẽ lên cổ tay cô những dấu vết không bao giờ phai nhạt. Hai năm sau,
Ngoài những vị khách ra vào, tuyệt nhiên không thấy một cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Đang ôm ấp hy vọng mình sẽ có một lần bước chân vào cánh cửa, một lần có thể tiến gần vào thế giới cô độc của anh. Đang không biết từ khi nào mình đã ôm mối tình đơn phương nhỏ bé ấy. Ngoài cái tên mình xăm trên cổ tay, anh chẳng để cho cô cái gì. Biết đâu anh cũng đã có một hạnh phúc và cô đang trở nên xấu xa khi tìm cách len vào. Nhưng dù chỉ một lần, cô cũng muốn được ở bên người con trai đó, cùng anh chìm đắm trong thế giới nhỏ bé để có những cô đơn ghép lại cùng nhau. Tiếng nhạc khe khẽ đến tai Đen. Cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào, bắt ngẩng đầu nhìn cô, vẻ chăm chú căng thẳng thay bằng nét rạng cười rạng rỡ. Cuối cùng thì cô gái cũng đã trở lại, không biết cô sẽ mang bất ngờ gì đến cho anh. Chào em, lâu quá không gặp. Hình xong có vấn đề hay em muốn hình mới? Chào anh, em muốn xin anh một chân phụ được. Đang lấy hết can đảm chìa một tập giấy đến trước mặt bắt, anh thoáng ngạc nhiên nhận tập giấy cô đưa ra và nhẹ nhàng lật dở. Bên trong toàn là những hình vẽ uốn éo đủ kiểu, từ đơn giản cho đến hoa mỹ và công phu, tất cả đều được vẽ bằng chì. Em vẽ sao? Em không nghĩ em vẽ đẹp thế. Bách vẫn nhớ như in 2 năm trước cô gái nhỏ mang đến một bức vẽ còn chẳng biết hình dạng gì, thế mà bây giờ lại tiến bộ đến thế. Bách cười nhẹ nhìn cô gái. Anh không có tuyển người, nhưng nếu em muốn làm ở đây thì cũng có thể. Anh không cần trả lương cho em, chỉ cần muốn học việc thôi. Vậy em xong mình đi. Bách hơi nghiêng đầu nhìn Đen. 2 năm qua, cô gái nhỏ cứ lấp ló trước cửa tiệm của anh, nhưng đến tận hôm nay cô mới dám vào một lần. Anh từng trải đi qua cuộc tình sóng gió, sao anh lại không hiểu cô ấy mong muốn gì ở anh? Cả việc cô theo học vẽ có lẽ cũng phần vì tình cảm đối với anh. Trái tim anh qua nhiều lần tổn thương cũng đã chai sạn, nhưng vào lần gặp cô gái nhỏ, cách cô nghe bài hát anh yêu thích và kìm nén lòng làm anh cũng rung động. Có lẽ đã đến lúc anh quên người con gái đã từng làm anh tổn thương, cũng là cho Đen một cánh cửa để tìm một tình yêu mới một lần nữa. Nếu em đồng ý hẹn hò với anh thì cả lương và học việc anh đều chỉ cả. Bách cười cười nhìn Đan. Tim Đan chợt lỗi nhịp, đôi gò má bỗng ửng hồng và xấu hổ không dám nhìn anh. Anh đừng đùa thế. Bách tiến gần Đan và nhẹ nói. Anh là biển không phải ao hồ. Nếu em vào anh bên nhau, em có chấp nhận sóng to gió lớn? Lời của Bách quá nhiều ẩn ý, Đan không thể hiểu hết anh muốn nói gì. Nhưng ao hồ cô đã từng đi qua, bình yên chốc lát không mang lại hạnh phúc lâu dài. Đang chọn biển lớn, dù có sâu có mênh mông thì cũng là nơi cô cảm thấy mình được sống. Điệp khúc một lần nữa nâng cao, âm nhạc ôm trọn cả hai và đưa họ đến gần nhau hơn. Ngoài trời gió đông lại về, nhưng bên trong hai trái tim đang dần hòa quyện và trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.